Xin chào tất cả mọi người, hôm nay trở lại kênh YouTube Lê Khôi Audio, kênh chuyên về âm thanh bài, âm thanh cổ. Trở lại với clip ngày hôm nay, tôi xin giới thiệu anh em những món đồ cổ mới nhất lần đầu tiên lên sóng trong năm 2024 này. Đó là một bộ ghép đến từ các thương hiệu của Anh và Mỹ, cặp loa Tannoy Stratford, chép kèn. Đây là đời lớn đàn anh của M20 và V20. Thì clip và Khôi đang ghép với bộ âm ly đèn. Thì trong clip này thì Khôi sẽ giới thiệu trước với anh em cặp loa, vì cũng khá lâu rồi, từ đầu năm giờ chưa có loa Tannoy. Nhiều anh em cũng đang hóng, gọi là đang mong chờ những cái sản phẩm hay, đẹp và giá bình dân để phục vụ cho anh em chơi trong cái năm 2024 kinh tế khó khăn này. Thì cặp này cũng ít khi có anh em, ít khi có là thật sự như vậy. Anh em cứ tra cái model Stratford, tại vì nó rất là hay và nó rẻ nên là được săn lùng nhiều cặp loa là chưa kịp lên sóng, chưa kịp nghe thì một vài khách đã thấy và chốt liền luôn rồi nha. Thì anh em nào có nhu cầu thì xem clip với Khôi, đặc biệt là những người thích nhạc vàng nha. Nhạc vàng cặp này sử dụng chất còi rất hay. Rồi, Khôi sẽ đưa máy giới thiệu chi tiết anh em. Thì về cái hình thức anh em, nó là hai quay ha. Tannoy nó không có ba quay, trước giờ nó một đồng trục hoặc là hai quay. Thì bát này là bát 22 anh em nha, chứ không phải 20 nha. Đây, bát 22. Còn cả cái viền này nó hơn nữa, nhưng mà cho 22. Đó, màn trong. Thì về cái hình thức á, nó giống, nó na ná với thằng V30 và M20. Tuy nhiên, nó sự khác biệt ở đây á, đầu tiên là nó là made in Great Britain, có nghĩa là nó là được sản xuất tại Anh nha. Rồi cái thứ hai nữa, đây là một cái chấp còi. Giữa cái chấp còi và chấp đom á, thì nó sẽ lệch nhau rất nhiều về mức giá và kể cả chất âm luôn. Những ai chơi thì biết rồi, thì Khôi chỉ nói lại để mình cùng nắm rõ. Lưới đồ tem đầy đủ này. Đây, cái tem này là tem hãng, nó là tem nổi và không làm nhái được. Cặp tem này vậy nè, cặp tem này nếu mà ai đó chuyên bán rời á thì họ gửi ra họ bán với trên dưới 1 triệu mới mua được ha. Rồi nên là cặp loa này mà so với cặp loa không có tem thì nó đổi giá hơn 1 triệu. Rồi đây cái căng của nó này, căng zin anh em nha, căng zin, lưới zin. Rồi đó là về hình thức. Đây Khôi quay cho anh em xem thùng bắt luôn, rất đẹp ha, thùng bắt và tuyệt vời. Các cái dòng loa của Tannoy vẫn rất là đẹp ha. Nên cái thùng này là chưa có xì ba anh em nha, chưa xì ba, gỗ mộc của nó luôn, rất đẹp luôn. Đây. Rồi cái đít của nó này, tem đầy đủ này, đây này, tem đầy đủ ha, tem cọc loa đầy đủ và chắc chắn rồi, bao zin ha. Rồi đó là sau chấp đom á, chấp giấy có thể đứt chứ chấp còi thì nó không bao giờ đứt ha, anh em yên tâm. Chấp còi á nó thiết kế công suất lớn hơn đó, nên nó sẽ khó đứt hơn chấp giấy. Rồi cái thứ nhất, cái thứ hai thì cái này á, theo Khôi đoán không nhầm á, thì cái này cái tem nó rớt rồi, nhưng mà nó là series liền kề. Dòng Tannoy thì nó liền kề anh em, cái vân này, cái vân giống hoàn toàn luôn ha, cái vân nó giống đó, nên Khôi có thể khẳng định luôn chứ không phải cần phải chờ tem. Tem nó bị rớt vì cái tem giấy nó dán lên nè, rất đẹp ha, rất tuyệt vời. Thùng rất đẹp, đây là nguyên bản mộc này, hiếm lắm, hiếm khi nào mà nhìn gặp nguyên bản mộc nó đẹp như thế này. Thường á thì phải xì ba ha, phải xì ba, lưới đồ đầy đủ, tem đầy đủ rồi. Rồi về hình thức, chấm điểm 10 điểm nha. Trong xì ba như vậy là hiếm luôn, hiếm có luôn nha. Đít này là đít hột nha, em nó sờ nó nhám nè. Tuyệt vời, chỗ này là bị ship này, ship nó bị cấn tí xíu bằng cái bằng một cái hột gạo thôi. Đấy. Sưu tầm mà này ha. Có giá trị sưu tầm. Về cái mặt hình thức. Còn về chất âm thì Khôi nói rồi, chất còi. Cái chất còi này trên thị trường á, người ta bán rời là 8 triệu. Còn chất đôn là 2 triệu nên nó là lên ít rất nhiều. Nhưng mà cái cặp này có ship rẻ nên cô sẽ bán rẻ nha. Giá nó cũng chỉ bằng những cặp V30 với M20 thôi. M20 rẻ hơn V30. Bây giờ mình cùng đến Bolero nha. Nó là gánh béo quá nè. Tannoy á, đặc trưng của thằng Tannoy. Trong trồng loa thì cái gánh nó là gánh béo. Rất là mềm nè, đánh bát lại mềm hơn rất. Thậm chí là còn cả mềm hơn cả gánh mút nữa nha. Đó, nên là tôi sẽ đánh nhạc vàng
một ca khúc quen thuộc mà mình hay nghe. Đấy, để anh em cùng trải nghiệm nha. Mình nghe thử và mình trải nghiệm. Thì khoảng cách khôi để ở đây là gần 2m, 2m ha. Giữa hai loa nha, chứ không để gần nha. Để gần là mình nghe không rõ chất. Đây. Quen thuộc nên thường nghe thì nghe trên điện thoại mình cảm nhận tốt, mình thích nó. Thì thực tế với thằng điểm anh em là nó sẽ rất là hay nha. Với lại cặp loa này thì nó nổi tiếng rồi, anh em đã chơi từng chơi V30 mà thích nó thì bây giờ qua là Stratford thì quá tuyệt vời luôn ha. Rồi anh em tìm hiểu và cân nhắc để lựa chọn. Và cái mức giá cho cái năm 2024 này cũng rất hấp dẫn luôn. Cặp này bình thường anh em,
các shop anh em, các shop đang bán, đã bán, Khôi đã tham khảo trước khi Khôi ship về thì giá nó rơi vào tầm 18 triệu nha, có shop hơn, có shop thấp hơn, nhưng mà Khôi ship về rẻ, Khôi sẽ bán rẻ. Giá cà phê cuối tuần chỉ hơn 15 triệu, lân quân 15 triệu nha, lân quân 15 triệu, anh em mà tham khảo, có nhu cầu thì liên hệ với Khôi để cùng giao lưu. Và đặc biệt anh em sau khi trao đổi cụ thể mà chuyển khoản đủ thì cặp này Khôi sẽ báo ship tận nơi. Còn cái bộ đèn thì Khôi sẽ quay clip sau ha. Đó là ba cục thì nó có giá trên 40 triệu, anh em tham khảo thêm.